Này hình như người ta mưa mưa xuống rồi toàn ta mưa hết đây chị hả? Hả? Cái khu trung tâm này ta mua hết luôn rồi. Cảm ơn nhé, đi đã.
cưới hả? Nhưng mà bên gia đình con nó chưa đồng ý đó. Giờ con nó cứ chạy theo ông Vinh về, con đi Vinh phải thôi. Cây lá ngon. Về một cuộc hành trình gì cả. Được không? Thay cho nó mất đi vô phố cho mình dọn cái đó cho được ha. Anh chào. Nếu mà xuống tầm thường là mình phải thay cái này nữa nè. Tại nó lỡ cái lỗ nó to rồi nè. Để đi tầm này là mình thay này nữa. Cái máy cái này là mình tâm tình đi luôn hả?
chậm rồi. Lấy của nó phát đi ra. Còn mình cấp dễ dàng khi nào đi phô thì lấy tiếp. Tháo ra thay vô luôn á, tối nay gấp tốn mấy chục ngàn đồng.